Hiếu Ho Ji tuyên bố yêu quê hương không cần khoe mông, rồi lại cởi. Vụ việc bốn người đàn ông khỏa thân hoàn toàn đi xe phân khối lớn lên đỉnh Mã Ít Lèn, với tuyên bố để bảo vệ môi trường của Hiếu Ho Ji đã khiến cộng đồng sục sôi mấy ngày qua. Cư dân mạng còn nhớ vụ lùng xùm, lộ bảng giá quảng cáo bóc kinh trên trang Facebook của Bùi Tiến Dũng, Thủ môn Bùi Tiến Dũng. Hồi năm 2018, với các hạng mục đều ở ngưỡng vài chục triệu cho đến cả tỷ đồng. Thông tin xuất phát từ. Ozion. Media, Company, công ty truyền thông của Hiếu Ozion. Sau sự việc, Hiếu Ozion đăng lên Facebook lời xin lỗi, đại ý việc nhận đại diện truyền thông. Cho Bùi Tiến Dũng hay một số cầu thủ khác, là đều xuất phát từ mong muốn, tốt cho cầu thủ, tuy nhiên cách làm hơi hấp tấp. Lần này, ngay sau khi bị dư luận lên án, màn khoe thân đi xe phân khối lớn, lên đỉnh mã bì lèn, Hiếu Ozion cũng lập tức lên tiếng xin lỗi. Cho rằng việc hỏa thân, trên đèo mã bì lèn, chỉ là do muốn lan truyền thông điệp, bảo vệ môi trường, nếu công chúng thấy phản cảm. Thì xin lỗi. Hiếu Ho Di trước đó, từng nổi lên bằng một số ca khúc, và trung tâm dạy guitar, đặc biệt là ca khúc nhạc chế. Có tới mấy triệu lượt nghe, xem của Hiếu có nhiều câu nói thẳng, vào việc lên án, tẩy trùng vì môi trường, môi trường không cần mua. Ở nơi ấy họ vẫn giữ cuộc sống tinh thần, ai nghèo cũng có cái quần để che thân, khi lên nương, dù gánh phân họ vẫn mặc quần. Dù bảo vệ môi trường, tôi yêu quê hương không cần phô trương, không khoe ngực, không khoe mông, trích lời hát của Hiếu. Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi, từng khẳng định, yêu quê hương không cần phô trương, sao giờ lại tự tay, tắt vào mặt chính mình như vậy nhỉ? Cư dân mạng cũng nhanh chóng, tìm ra cái tên đứng sau loa phường, trắng TV, Trần Trí Hiếu, sinh năm 1977, hiện sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Màn khoe thân bị lên án, của hot Facebook, Hiếu Ho Dion để lại dấu hỏi, về cách truyền thông, thương hiệu cá nhân gây phản cảm và còn bị nghi ngờ là một chiêu khó đỡ để di cho công ty sản xuất các sản phẩm quảng cáo truyền thông xã hội với hai kênh giải trí tráng tv và loa phường bởi cho dù công chúng có xôn xao bất bình nhưng trong số các quy định pháp luật của việt nam chưa có quy định nào xử phạt những hành vi tương tự công an huyện mèo vạc hà giang cũng cho biết ngay khi tiếp nhận thông tin hình ảnh về vụ việc cơ quan này đã cử cán bộ vào cuộc xác minh làm rõ tuy nhiên do không thuộc thẩm quyền để xử phạt nên cơ quan này chỉ tiến hành nhắc nhở và yêu cầu gỡ bỏ những hình ảnh, clip đã đăng tải trên mạng xã hội của nhóm người này. Biết trước là sẽ không gây hậu quả nghiêm trọng gì, ngoài ra lại có tác dụng, làm nổi trở lại tên tuổi, khá lâu đã chìm đi trong mắt công chúng. Nên cứ làm tới, hành động này được gọi tên là một cách làm bi gì thiếu sạch sẽ trong giới showbiz Việt.